cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật gọi tắt là HCDC cho biết, tính đến sáng 19 tháng 9 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 331.091 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và 478 trường hợp nhập cảnh. HCDC cho biết, tính đến ngày 18 tháng 9, số trường hợp F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 47.485 người, số trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 23.379 người, số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 41.152 người. Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 7.615 người, chiếm tỷ lệ 18,5% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỷ lệ 6,8% so với tổng số F0. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 3.366 người, số phụ nữ mang thai đang điều trị là 353 người, số trường hợp xuất viện trong ngày 18 tháng 9 là 2.270 người, tổng số ca xuất viện cộng dồn là 166.564 người. Cũng trong ngày 18 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 165 ca COVID-19 tử vong. Về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các quận huyện vẫn tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Ngày 18 tháng 9, thành phố tiêm thêm được 68.232 người. Tính đến ngày 18 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng cộng 8.728.803 mũi. Trong đó có 6.714.090 mũi 1 và 2.006.981 mũi 2. Về công tác xét nghiệm COVID-19, thành phố có 2.311.566 hộ dân, trong đó 401.234 hộ dân thuộc vùng đỏ, 181.213 hộ dân thuộc vùng cam. Tiến độ xét nghiệm vòng 5 của vùng đỏ và vùng cam là 32%, trong đó vùng đỏ là 39%, vùng cam là 25%. Tỷ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở hai vùng này là 1,1%. Về tình hình cách ly kiểm dịch y tế, số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 1.807 trường hợp. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 20.626 người. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.